Xin chào tất cả các bác và các anh em. Sáng nay thì em có nhận được chiếc băng số CF EF36 của một chú em ở Diệm Vũng Tàu gửi đến căn chỉnh. Và chiếc băng số này thì chú em này nói chuyện rằng là khi hát ấy là nó hơi khô, rất là khó hát, và cũng đã gửi đi 2-3 chỗ để mà căn chỉnh chiếc băng số này. Thì em cũng đã làm hoàn chỉnh 8 chế độ ở trên chiếc băng số này để cho chú em này chú ý sử dụng. Thì các cái chế độ giả dụ sáng tiếng, bởi vì chú này đang sử dụng loa full, sáng tiếng, tối tiếng, dễ hát, nịnh giọng, nhiều dì vợt, ít vang nhại và ngoài trời. Đây là các chế độ em làm ở trên chiếc băng số của chú em ở Bà Rịa Vũng Tàu để căn chỉnh. Đó là chiếc CF EF A6 với các chế độ như thế này. Và chú này có gửi cho em một cái đoạn quay bằng điện thoại, chắc là quay điện thoại thôi. Thì hát thử. Đây là chất giọng của chú em này, hát trên chiếc băng số mà chú trước khi gửi cho em căn chỉnh. Thì đối với em là cái người mà thường xuyên căn chỉnh băng số ấy, thì em đánh giá luôn là về chất âm, chất giọng thì sáng rồi nhưng thiếu độ nhuyễn. Có lẽ rằng chú này còn trẻ, chất giọng khỏe khoắn rõ ràng, hát thì rất là rõ tiếng nhưng mà thiếu cái độ nhuyễn. Thì em hát thử một cái bài mà cũng giống như chú này hát thôi, chẳng biết là tông nhạc là của ai, nhưng mà em cứ hát về cái nội dung thì nó giống như là cái bài hát chú này đang hát, để thử vào cái độ nhuyễn xem nó như thế nào. Bởi vì đây là một cái bài hát mà thỉnh thoảng em hát. Chú này thì còn trẻ, chắc chất giọng là khỏe. Về cái âm sắc thì rõ ràng rồi, thế nhưng mà về cái effect ấy có lẽ rằng thiếu đi cái sự mềm mại mềm diễn. Thì bây giờ em sẽ hát thử ở trên cái chế độ sáng tiếng này. Đối với lại chiếc băng này thì làm 8 chế độ: sáng tiếng, tối tiếng, nịnh giọng, dễ hát, nhiều dì vợt, ít vang nhại và ngoài trời. Thì đây là một cái chế độ sáng tiếng này. Bên nhau
độ sáng tiếng này. 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6. Và bây giờ sẽ hát thử một cái chế độ gọi nịnh giọng nhá. Ở đây chế độ nịnh giọng này, chất âm nó sẽ dày dặn hơn này. Và cái âm lượng mic là đang 36, âm lượng nhạc đang 45. Dòng con số này thì cho phép chúng ta đặt mỗi một cái chế độ ấy thì nó theo một cái tính chất là nhạc, mic theo yêu cầu chúng ta. Đây bây giờ sẽ chuyển nhạc lên 45 này, mic 35 này. Nhưng mà khi mà em hát thì cảm thấy là nó khá tốt rồi. Chất âm ép phách nó tự nhiên tình cảm, và một cái chất âm mà nó sáng rõ, nhẹ nhàng bay bổng, thì có lẽ rằng là khi các anh em hát thì có lẽ rằng là nó sẽ hay hơn rất nhiều.